Chào mừng quý khách đến với bản tin bầu cử liên bang năm 2021. Các đảng hứa gì với người mua nhà? Nguồn từ báo Thời Mới Canada. Những người muốn mua nhà đang thất vọng trăm bề. Trong những lời kêu ca của họ, có tình trạng quá ít nhà và giá quá cao, cầu vượt hơn cung. Nhiều người mua nhà lần đầu đã phải chật vật để có đủ tiền cho khoản trả trước, down payment, có thu nhập bền vững để trả nợ định kỳ. Và mấu chốt là làm sao họ đủ điều kiện để có được một ngôi nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn cả mong muốn của gia đình họ. Đây rõ ràng là một vấn đề tài chính cá nhân thu hút được sự chú ý, nên giới chính sách đang tập trung vào những cách tạo thuận lợi để biến giấc mơ sở hữu ngôi nhà thành hiện thực. Dưới đây là một số vấn đề trong cương lĩnh tranh cử của các đảng phái mà có thể ảnh hưởng tới phiếu bầu của chính bạn. Thứ nhất, đảng Tự Do tiếp tục đẩy mạnh chương trình khuyến khích dành cho người mua nhà lần đầu tiên. Chương trình này không có nhiều thay đổi vì người mua tham gia vẫn phải có một khoản trả trước tối thiểu. Mặc dù chương trình mang lại một số lợi ích cho người muốn tham gia vào thị trường bất động sản, người mua được nhà nước hùn một phần vốn chủ sở hữu dưới dạng không tính lãi suất, vẫn có một khoản chi phí do giá trị gia tăng thêm của ngôi nhà mà trên thực tế có thể cao hơn lãi suất cho vay. Chương trình ưu đãi cho người mua nhà lần đầu tiên vẫn bắt buộc người vay phải có khoản trả tiền tối thiểu và thực sự làm giảm khoảng 6% về giá mua mà một người có thể được duyệt cho vay. Để giải quyết vấn đề thiếu nguồn cung, đảng Tự Do đề xuất một sắc thuế quốc gia đối với bất động sản dân cư bị bỏ trống thuộc sở hữu của người không phải là người Canada và không cư trú ở Canada. Chính sách này cũng sẽ đảm bảo những nhà thuộc sở hữu ngoại quốc được đem cho thuê. Trong khi đó, đảng Bảo Thủ đang nhắm tới giúp đỡ những người có điểm tín dụng tốt và thu nhập tốt, nhưng vẫn tiếp tục khó gom đủ tiền cho khoản trả trước, down payment khoảng 20%, cho những ngôi nhà có giá hơn 1 triệu gia kim. Mục tiêu của chính sách đề xuất này là tăng khả năng họ đủ điều kiện được bảo hiểm mortgage và sau đó điều chỉnh nó theo lạm phát về giá nhà. Đảng Bảo Thủ cũng đang đề xuất xóa bỏ stress test, tức phép thử khả năng chịu nợ mortgage cho những trường hợp gia hạn nợ về mortgage, cho phép chủ nhà săn tìm lãi suất tốt hơn mà không cần phải trải qua quá trình xét duyệt lại mortgage. Ngoài ra, nếu đắc cử, đảng Bảo Thủ sẽ cho phép các ngân hàng, các tổ chức cho vay cung cấp các khoản vay mortgage dài hạn hơn, từ 7 cho đến 10 năm, giúp tăng tính ổn định cho chủ nhà và ngành này nói chung. Đảng Bảo Thủ cũng tập trung vào các nhà đầu tư ngoại quốc. Họ nói rằng họ sẽ cấm mua nhà đối với những người không cư ngụ ở ngôi nhà đó hoặc không có kế hoạch chuyển tới Canada trong thời gian 2 năm. Ngoài ra, giải quyết vấn đề thiếu nguồn cung nhà, đảng Bảo Thủ đã hứa sẽ xây 1 triệu ngôi nhà trong 3 năm tới. Thời hạn trả nợ 30 năm của khoản vay mortgage được bảo hiểm được đảng Tân Dân Chủ, được gọi tắt là NDP, đề xuất trở lại. Những người Canada trả trước ít hơn 20% giá mua nhà sẽ có lựa chọn tăng thời hạn trả nợ từ 25 năm lên tới 30 năm. Điều này sẽ cho phép người mua nhà lần đầu họ đủ điều kiện mua được nhà với giá cao hơn 10% mà không phải tăng mức trả nợ mortgage hàng tháng của họ. Lợi ích của khoản vay mortgage 30 năm là giúp giảm bớt mức trả nợ mortgage định kỳ, đồng thời kéo dài thêm một chút thời gian để trả hết nợ. Đảng Tân Dân Chủ cũng tập trung vào chính sách tăng thêm nguồn cung nhà. Đảng cho biết họ sẽ tạo ra 500.000 căn hộ giá phải chăng trong vòng 10 năm tới. Họ cũng đang nhắm tới người mua ngoại quốc với sắc thuế 20% dành cho người mua ngoại quốc nhằm mục đích giảm
cầu và rốt cuộc là giảm giá. Vậy, những đề xuất chính sách nào sẽ thực sự thay đổi lá phiếu của cử tri trong vấn đề đủ khả năng mua nhà? Chuyên gia về mortgage nhận định, có hai chính sách sẽ thực sự thay đổi cục diện đối với những người mua nhà lần đầu tiên trong cuộc bầu cử sắp tới đây. Đó là cho phép thời hạn mortgage 30 năm, khi người mua trả trước ít hơn 20% do đảng Tân Dân Chủ đề xuất và tăng giá trị căn nhà họ đủ điều kiện được bảo hiểm mortgage. Do đó, cho phép người mua nhà có thể trả trước ít hơn 20% do đảng Bảo Thủ đề xuất. Hai chính sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng và sẽ giúp thêm nhiều người trẻ tuổi Canada mua được căn nhà đầu tiên cho họ. Việc tăng cường chương trình ưu đãi người mua nhà lần đầu tiên do đảng Tự Do đề xuất là chính sách có nhiều khuyết điểm và do đó vô ích. Vào 20 tháng 9 năm nay, ngày bầu cử liên bang sắp tới, bạn có cơ hội quyết định những chính sách nào phù hợp với bạn và nhu cầu tài chính của gia đình bạn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video bầu cử liên bang năm 2021, các đảng hứa gì với người mua nhà. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Tim Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Tim Quang Lâm. Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền thuê hồng cho Tim Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.